Chúng ta nhìn vô đứa bé, nó mới sinh ra nó đã khóc rồi, sau đó thì sao? Rồi nó mới từ từ nó biết biết lật, rồi biết bò, rồi lại biết đi, rồi biết đi rồi té lên té xuống u đầu, có nhiều đứa chết luôn anh em ạ. Đúng không? Cho nên cuộc đời con người nó là như vậy, và mọi thứ ở trên cái vũ trụ này nó đều tương tương tự như vậy đó, như hay sao ấy. Đó là điều ở đây thấy nha, có phải như vậy không? Và mọi cái công việc để muốn mà có lợi nhuận, có thành đạt, nó đều trải qua một cái thời gian gọi là khó khăn, rồi thương đau, đúng không? Giống như một cái cây, ví dụ như cây hạt điều đi, nó rơi xuống là mọi người lấy hạt, thì nó cũng có những cái hạt nó bị phế, và những cái hạt là nó rất là to, gọi là hạt A cô, rồi tới hạt B, hạt C, hạt D, đúng nào? Ôi trời ơi, thì ở trong xã hội này cũng vậy thôi. Mình kinh doanh thì 100 người thì hầu như hết 99 người thất bại rồi, chỉ có một người gọi là doanh nhân thành đạt thôi, đúng không? Thì không ngoại trừ ở trong trading này cũng vậy đó. Thì cuộc 100 người trade thì chỉ có một người trade được thôi. Có thể là anh em nghe đến đây anh em nản, nhưng mà thật sự cuộc đời nó khắc nghiệt như vậy đó đó, nhắm mình làm nổi hay không đó. Và cái yếu tố ở trong cái trading này nó không phải nằm ở phương pháp như ở đây đã nói ở những video trước. Cái này là những cái kinh nghiệm vừa đây đúc kết thôi nha, có thể nó không đúng đâu, mọi người chỉ nghe tham khảo thôi. Thì nó quan trọng nhất là cái tâm tánh của mọi người, cái thói quen, cái nguyên tắc vào lệnh, cái quản lý vốn và cái đi vốn cho từng lệnh nó như thế nào. Còn cái xác suất thắng á, là ví dụ như mọi người chỉ cần thắng 4 trên 10 thôi cũng đã có lợi nhuận, với cái nguyên tắc RR của AD đã đưa ra ở những video trước ha. Và không làm mất thời gian của anh em nữa, chúng ta đi vào phân tích bảng Anh, vàng, đô la Úc ngay bây giờ. Mọi người luôn được bình an, mạnh khỏe và thịnh vượng, điều đó sẽ trở thành hiện thực nếu ai ít nhất chấm cái gì bên dưới liền đi, hoặc bình luận cái gì lại, thắc mắc cái gì đó nha, like video cũng như đăng ký kênh, đó là cái động lực để AD làm cái video tiếp tiếp theo. Và nói lại một lần nữa, chắc chắn AD làm những cái video này AD không có một cái lợi nhuận gì hết trong đây, cái này là đam mê cũng như sở thích của AD thôi. Khi làm mọi người nhận được AD có một cái niềm vui giống như AD nhận được hoa vậy đó, đúng không? Lợi nhuận của AD chính là những cái lời cảm ơn, những cái mà anh em vui, anh em mà có lợi nhuận AD cũng hạnh phúc, đó là lợi nhuận thật sự của AD ha. Và cái nguyên tắc ở trên đời này nói thật sự AD cũng không tốt lành vậy đó, cho đi mà không thì nhận lại thôi. Nên là ví dụ như mọi người cho đi, mọi người tính toán thì mọi người cũng nhận lại, nhưng mà được ít xíu, nhưng mà mọi người cho đi đi, mọi người đừng có mong nhận lại, tự nhiên mọi người nhận lại được nhiều lắm. Cho nên AD biết được cái điều đó nên AD làm thôi, chứ không phải là AD tốt lành gì đâu ha. Rồi, trước mặt mọi người là cái bảng GU, bảng GU. Cái bảng GU nha. Thì khung 4 giờ của nó hiện tại là còn sóng tăng, đúng không nào? AD khoanh luôn cái hộp của nó rồi. 1 giờ của nó cũng là còn sóng tăng và nó đang giảm hồi về và chuẩn bị nó bật tăng lại, đúng không? Và mình qua cái khung giờ 15 phút mình trade thì AD thấy thì cái gì cái ở đây nó có một cái OB 5 phút. OB 5 phút là đây nha mọi người ha. Thì giá nó tới đây, nó hồi lên rất là nhiều lần rồi và bây giờ nó đang xuống nữa và không biết nó có hồi lên hay không. Và chỗ đây mình kiểm tra thì ở quá khứ nó là những cái đỉnh cũ rất là mạnh, đúng không? Vùng này rất là mạnh, vùng này nó rất là mạnh nha. Cho nên là anh em cứ quan sát coi, nếu mà giá bật lên mạnh thì mình bay lên ha, mình bay lên gần nhất tới đây là an toàn. Còn nếu mà nó phá luôn thì nó xuống cái key level thì anh em có thể canh sell canh buy gì đó tùy ý.
tại vì kênh sale thì sale xuống tới đây, còn kênh buy thì xu hướng đang tăng thì đừng có sale ha. Kênh buy thôi, mình làm gì trong nhóm Zalo và Facebook á, đã có cái nguyên tắc cho anh em rồi, thì sáng nào anh em cũng đọc để tạo thành cái thói quen nha. Đó là cái tâm lý nó quan trọng, cái tâm lý với lại cái nguyên tắc nó quan trọng lắm, chứ còn cái phương pháp nó dễ lắm anh em ha. Đó thì cái GU hôm nay AD phân tích thì giá nó đã về tới cái vùng, nó hồi về tới cái vùng 0.5 0.618 Fibo rồi đó, và trên đây có một cái OB chưa sử dụng ha, thì giá nó sẽ đi như thế nào mình phải quan sát lực đến. Đó là cái đồng GU. Bây giờ mình tới cái đồng vàng ha. Rồi thì vàng thì nó như thế nào đây, nó cũng là một cái xu hướng tăng thôi đó, nó cũng đang nằm trong cái hộp này đó, anh em có TB thì ở trong cái hộp này thôi. Và hiện tại ha, cái hộp này ở đây vẽ nó cũng hơi bị lệch, nó nằm ở đây thôi nè đó. Còn á, hiện tại này, cái hộp này hồi nãy ở đây làm sao nó bị lệch rồi anh em, kéo lại coi 70 đây này anh em có vào lệnh làm sao thì trong cái hộp này thôi, ra đây còn nó bung ra là chuyện mình tính sau ha. À, thì hiện tại giá nó cũng đang là xu hướng tăng đúng không, xu hướng tăng ở dưới đây có OB và bây giờ nó giá nó đang lên cái OB cái đỉnh rồi, vậy thì nó có phá được hay không đó là chuyện của nó đúng không, và mình quan sát lực nến đó. Hiện tại thì giá nó tới cái đặt cạnh hộp rồi, cho nên AD không ưu tiên định buy nữa, AD sẽ đợi ha, AD sẽ đợi, hoặc là anh em có thể vào một cái khối lượng nhỏ buy lên tới cái vùng này luôn cũng được, tại vì anh em vào khối lượng nhỏ lỗ cũng chả sao, nhưng mà đúng nguyên tắc thôi ha, không sao hết. Và khi nào mà giá nó phá qua key level này, AD mới tính tới đường sale đúng chứ nào. Đó, xu hướng hiện tại vẫn là xu hướng tăng đúng chưa. Rồi chúng ta đi qua cái đồng đô la Úc. Rồi đô la Úc thì hiện trạng của nó thì xu hướng lớn của nó đã phá vỡ cái key level của một cái con sóng lớn 4 giờ luôn ha. Nhưng mà ở đây có những cái điểm nó phá này, và khung giờ 15 phút nó có những cái cây nến rất là gì, nó chiến đấu rất là dữ dằn đúng không. Ở đây thì cũng có bạn là nói là phải vỡ giả đúng không, cho nên là theo kinh nghiệm ở đây là phá vỡ thật, nhưng mà có thể là mấy bạn nó nói đúng ha, anh em cứ dè chừng. Thì giá ở đây nó đã phá cái key level giảm của con sóng giảm này rồi, thì nó trở thành con sóng tăng, thì bây giờ mình hoạch định nó sẽ tăng tới đây là cùng đi, tại vì đây là cái đỉnh nó hồi về đúng chưa đó, cho nên nếu mà tới đây nó bật lên nè, tại vì sao nó tới đây nó bật lên, tại vì đây là cái đỉnh cũ, cái key level giảm cũ, có thể nó giảm xuống đây, hoặc ở đây nó có một cái OB ngay cái đáy cũ của cái gì, cái đáy bên đây đó, thì anh em canh những cái vùng này để buy lên. Còn nếu mà đó là buy lên là ưu tiên, tại vì nó trở thành xuống tăng rồi đúng chưa. Còn nếu mà nó phá qua, nó xuống đây luôn á, nó xuống đây luôn thì cũng vẫn tính tới đường buy ha. À, khi nào nó phá qua đây thì mình mới tính tới đường sell. Đó là cái đồng AU ha, đó mọi người nhìn cho kỹ ha. Và bây giờ mình qua cái phần tin tức nha. Rồi thì cái phần tin tức hôm nay nó có những cái tin tức gọi là hơi mạnh thôi, trung bình thôi ha, nó không có tin mạnh màu đỏ ha. Thì 2 giờ chiều thì nó liên quan tới đồng GBP đó, HPI toàn quốc đúng không, và 3 giờ chiều nó liên quan tới đồng CHF và đồng AU đó, và 21:45 nó liên quan tới đồng USD thì BME Chicago đúng chưa nào. Và anh em những khung giờ này anh em chú ý thôi, chứ cũng những cái tin này nó cũng không ảnh hưởng mạnh gì đâu, anh em cứ yên tâm mà trade đi đó, trade đi không sao đâu. Thì những cái khung giờ này anh em để ý tí thôi ha. Anh em nếu mà thấy video hay bổ ích thì hãy like và comment bên dưới nha, và video đến đây là hết, xin chào, hẹn gặp lại.